Tính đến nay thì thưa quý vị, ở Sài Gòn, cơn đại dịch COVID-19 đang hoành hành dữ dội và chưa có dấu hiệu tạm dừng, và mỗi ngày cái số ca mà bị nó càng tăng lên. Và đặc biệt là kể từ ngày 19 tháng 7, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra lệnh thực hiện chỉ thị 16, tức là giãn cách xã hội toàn bộ 19 tỉnh thành của miền Nam Việt Nam. Từ tỉnh Bình Phước trở Cái tình xuống hình diễn Bình biến Phước, phức tạp của Đồng dịch bệnh Nai, COVID-19 Bình Dương, Bà ngày Rịa, càng Vũng phức tạp. Tàu, Tây Ninh, Sài Gòn, Long An, xuống tất tần tật, xuống tới Cà Mau luôn, là thực hiện chỉ thị 16. Thì chỉ thị 16 thì là coi như mọi người không ra đường. Các hàng quán, hàng ăn, nhà hàng đều đóng hết, nói thẳng là nó giống như một tình trạng phong tỏa. Chỉ đi ra ngoài khi có trường hợp cần thiết, không được tập trung quá 3 người, và nếu tập trung thì cách là 2 mét. Và các hãng xưởng nếu mà không bảo đảm được vấn đề gọi là ba ba tại chỗ, là bao gồm ăn tại chỗ, làm tại chỗ và nghỉ tại chỗ, thì không có sản xuất. Các công ty nào mà muốn mở cửa, các hãng xưởng mà mở cửa thì bảo đảm là mua mỗi cho nếu mà ở tại chỗ thì mỗi công nhân cái lều ở cách ly ra, và cứ 7 ngày một lần thì phải xét nghiệm COVID-19, và cái tiền xét nghiệm đó công ty phải trả. Nhiều công ty đã phải đóng cửa, chẳng hạn như công ty Poen ở quận Bình Tân ở Sài Gòn là công ty mà có nhiều công nhân nhất, tới 56.000 công nhân đã phải đóng cửa. Rồi một số công ty, một số xưởng ở bên khu chế xuất ở quận 7 ở Sài Gòn cũng bị đề nghị đóng cửa. Nói chung là các hãng xưởng bị đóng cửa, nhiều người không có việc làm. Và như vậy là Sài Gòn đã qua cái như vậy là hơn 50 ngày gần như là phong tỏa, từ hai cái đợt đầu là chỉ thị 15, 14 ngày, sau đó cái lần chỉ thị 15, 14 ngày nữa 28 ngày, rồi chỉ thị số 10 khoảng chục ngày nữa 38 ngày, bây giờ là coi như là chỉ thị 16 thêm 15 ngày nữa, đến ngày 24 tháng 7 này mới hết. Nhưng mà với tình trạng người ta đang nghi là có thể là kéo dài thêm nữa, bởi vì cái tình hình dịch bệnh nó ngày càng tăng, mặc dù Việt Nam nói là kiểm soát được. Tính đến ngày thứ hai thì Việt Nam có thêm 80 trường hợp tử vong, đây là con số nhà nước đưa ra. Đó, thêm 80 trường hợp, như vậy tổng cộng là có 334 người tính từ đầu năm nay, tính từ đầu năm 2020, tức là từ đầu bây giờ. Thì hiện tại là Sài Gòn có nhiều nhất 70 trường hợp tử vong trong vòng 10 ngày từ 9 Tây đến 19 tháng 7. Đồng Tháp là 5 trường hợp, Long An 2 trường hợp, Trà Vinh 1 trường hợp, Bắc Ninh 1 trường hợp, Vĩnh Long 1 trường hợp, à 7 trường, 1 trường hợp. Đó là có thêm đó nha, có thêm đó, chứ còn trước đó là chưa kể. Thì tổng cộng là tổng số ca tử vong trong đợt dịch thứ tư là lên đến 299 người, nhưng mà tổng cộng là 334. Tức là đợt 1 đó là Hà Nội, đợt 2 là Đà Nẵng, đợt 3 là Hải Dương, đợt 4 là Sài Gòn. Thì Sài Gòn là cái đợt đã bắt đầu xuất phát từ quận Gò Vấp. Ở trong cái giáo phái Phục Hưng có một số người bị, rồi Gò Vấp bị phong tỏa theo chỉ thị 16, nhưng mà sau đó nó lây lan. Và cái biến thể Delta lây lan rất là nhanh, nó khác như cái COVID-19 bình thường. Trước đây Việt Nam thì chống COVID có thể nói là giỏi nhất nhì thế giới và được nhiều nước khen ngợi. Không có người chết và chỉ có vài chục trường hợp thôi. Nhưng mà đợt này thì có thể nói là Việt Nam bị toang, đặc biệt là các tỉnh phía Nam. Và bây giờ số bệnh nhân tăng lên rất là nhiều. Sài Gòn bây giờ đang phải khẩn cấp xây hai bệnh viện dã chiến khoảng 6.000 giường, còn các cái bệnh viện khác là coi như ứ chỗ, không còn chỗ. Thậm chí những bệnh viện lớn mà bệnh viện thông thường chữa người bây giờ phải chữa bệnh thường bây giờ phải dành chữa COVID. Rồi các trường đại học, các ký túc xá, các khách sạn, những cái nhà ở mà chưa người ở đều được tận dụng để làm khu vực cách ly. Rồi thậm chí bây giờ không đủ nữa, phải cách ly tại nhà. Đó, nó làm cho rồi vấn đề ngăn sông cấm chợ, hàng hóa thiếu thốn, rồi bà con bây giờ thiếu rau, nó đủ thứ chuyện. Bây giờ người ta đưa lên YouTube, người ta đưa lên mạng xã hội nhiều cái tình cảnh rất là lạ lùng. Đó. Và đến độ mà thưa quý vị, nó nặng đến cái độ mà cái thư của Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, hôm 9 tháng 7 gửi thư là kêu gọi đồng bào trong nước cũng như đồng bào hải ngoại giúp đỡ. Thì trong cái thư này đã phải lên tiếng
đã phải nói lên một cái chuyện là, thưa quý vị, họ nói rằng là chưa bao giờ, Đức Giám mục Nguyễn Chí Linh bảo chưa bao giờ mà Việt Nam xảy ra tình trạng như hiện nay. Đó, chưa bao giờ. Ngay cả từ cái thời chiến tranh cũng không có bị, thành phố không bị nặng như vậy. Đó, đó là nguyên văn cái bức thư nói như vậy. Và nói rằng họ Sài Gòn từng được gọi, từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, thì bây giờ không còn Hòn Ngọc Viễn Đông nữa. Và bây giờ đang kêu gọi mọi nơi giúp đỡ Sài Gòn. Vì giám mục, Tổng giám mục Nguyễn Chí Linh nói rằng là Sài Gòn từng là cái nơi mà giúp đỡ nhiều tỉnh khác. Đặc biệt là khi mà lũ lụt ở miền Trung, mỗi lần kêu gọi là Sài Gòn luôn luôn là ra tay. Thế bây giờ Sài Gòn đang cần giúp đỡ. Đó là cái lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Rồi Sài Gòn, quý vị biết đó, 10 triệu dân như thế, đông đúc quá, kiểm soát không được. Có lúc thì bảo là không, là cấm xe, không cho xe vào. Có lúc người ta vào đông quá, nhân viên trật tự, cảnh sát chịu không nổi thì cho đi. Rồi có lúc bảo rằng là ai ra đường phải có giấy xét nghiệm âm tính. Riết rồi cuối cùng ta đi nhiều quá là thôi cũng không xét luôn, nếu mà đi mua những cái đồ ăn, những cái thứ gì mà cần thiết. Rồi ban đầu tài xế lái xe cần phải có giấy xét nghiệm, rồi bây giờ tài xế lái xe cũng không cần xét nghiệm luôn nếu mà chở hàng. Nó lung tung ra như thế. Rồi ban đầu đi xét nghiệm đó là trung bình 10 đô la một người, khoảng 250 ngàn đồng Việt Nam. Đến các bệnh viện, các trung tâm y tế mà xét nghiệm, mà cái xét nghiệm đó chỉ có giá trị từ 5 đến 7 ngày thôi. Đến đông quá như bệnh viện 175 ở Gò Vấp đó, có ngày là cả 3.000 người. Mà đến như vậy nó còn dễ lây bệnh, cuối cùng bây giờ không đến nữa mà ở nhà, ta đến nhà ta xét nghiệm. Đó, đại khái câu chuyện như vậy. Và để bây giờ mà gọi là làm giảm bớt cái tình trạng đông đúc như vậy thì nó có hai trường hợp. Một đó là một số tỉnh họ lo họ đưa dân họ về. Chúng ta biết là Sài Gòn là dân khách vãng lai, dân vãng lai rất là đông. Dân là tỉnh họ về làm ăn, rồi không những Sài Gòn nữa mà những cái tỉnh xung quanh nữa. Ví dụ Đà Nẵng là họ kêu gọi người dân đi về, họ bao tiền vé xe hoặc vé máy bay đi về. Rồi Bình Định đó là vừa rồi mướn 4 chuyến bay, thuê 4 chuyến bay thuê bao của Vietnam Airlines để chở 1.000 người dân đi về lại. Mà cái này nó không chỉ Sài Gòn nó bị, mà nó lây ra các tỉnh xung quanh. Ví dụ Đồng Nai nè, những tỉnh mà giáp với Sài Gòn như Đồng Nai nè, Bà Rịa Vũng Tàu nè, Tây Ninh nè, Long An nè, đó, Bình Dương nè, 5 cái tỉnh đó xung quanh Sài Gòn là bị hết, là coi như là đỏ lè hết luôn. Và người dân ở những cái tỉnh này thì hàng ngày lại đi vào Sài Gòn, rồi dân Sài Gòn đi qua các tỉnh đó làm việc một ngày, mỗi một tỉnh đi ra vô Sài Gòn phải mấy chục ngàn người. Ví dụ như Long An đó, là nghĩa là một ngày ra vô tới 36.000 người. Đồng Nai nhẹ nhẹ mà 10.000 người. Thì chính những cái đi lại như vậy đó, nó làm cho bệnh nó lây lan. Rồi có lúc Đồng Nai đó họ bảo là thôi bây giờ ai mà đi vào là chúng tôi nếu mà bị dương tính là chúng tôi bắt vô cái là cách ly, mà không dương tính cách ly luôn vô khách sạn ở, tự trả tiền. Ông Thủ tướng thấy bảo căng quá như vậy là ngăn sông cấm chợ. Thế là phải giải tán cái chuyện ngăn sông cấm chợ đó, để cho người ta đi lại dễ dàng. Mà đi lại dễ dàng á, thì bệnh nó không giảm. Và rõ ràng trong những ngày qua là càng ngày càng tăng. Bây giờ Sài Gòn tính đến ngày hôm nay đây, cho quý vị coi con số, xin lỗi, cái ngày thứ hai. Tính tới ngày thứ hai là Việt Nam tổng cộng là có trên 56.000 ca. Riêng Sài Gòn là thêm hơn 3.000 ca nữa. Và tổng số Sài Gòn bây giờ là 35.984 ca, là tính đến thứ hai vừa rồi. Tới gần 36.000 ca. Thế thì bây giờ đó, các tỉnh thì nó có tiền nó đưa dân về, còn một số dân ở tỉnh khác là tự túc họ đi về. Ví dụ như các người dân ở Tây Nguyên đó, là bây giờ họ đi xe gắn máy, họ làm việc ở Bình Dương hay Bình Phước là không có việc làm, ở thì không chịu nổi, họ đi xe gắn máy mấy trăm cây số về lại Đắk Lắk, Đắk Nông, Buôn Ma Thuột. Rồi có những người cái là chờ báo trong nước đăng, nó có gia đình ở Nghệ An 4 người á, từ tháng 4 giờ không có việc làm, bây giờ không có tiền về, đạp xe đạp đi về luôn. Đạp xe đạp về Nghệ An. Thì đi được mới có 400 cây số, còn 1.000 cây số nữa thì người ta mới thấy vậy, thế người ta giúp đỡ thì mua được vé tàu đi từ nghĩa là ga Tháp Chàm ở Phan Rang để đi về lại Nghệ An. 4 người đi xe đạp, một bà mẹ, một đứa con trai, một người chị với đứa con của người chị, 4 người đèo nhau trên 2 cái xe đạp. Kinh không? Nghĩa là tình trạng bây giờ là nó dữ dội đến như vậy.
Nhưng mà vì sao Việt Nam lại bị như vậy? À, đó là câu hỏi lớn nhất. Vì sao Việt Nam đang từ một nước chống dịch hàng đầu thế giới bây giờ lại trở thành một trong những nước mà gọi là bị nặng ở Đông Nam Á? Tôi sẽ phân tích tiếp cái phần đó sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Cảm ơn quý vị đã màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng ta trở lại chương trình thời sự 247. Tôi đang nói về tình trạng mà Việt Nam đang bị đại dịch Covid-19, đặc biệt là 19 tỉnh thành ở phía Nam. Hôm trước thì ở phía Bắc, Bắc Giang, Bắc Ninh cũng bị nặng nhưng mà người ta kiểm soát được. Bây giờ phía Nam nó đông hơn, khó hơn bởi đông đúc dân cư hơn. Và tại sao nó khó hơn thì dễ hiểu. Và trước khi đi tiếp cái chuyện này thì thưa quý vị, tôi cũng xin nói quý vị là hôm thứ Hai vừa rồi, đây là bây giờ tình hình còn càng nặng trong vòng 5-7 ngày tới. Đó là theo lời ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế của Việt Nam cho biết là đặc biệt trong 5-7 ngày nữa tình hình diễn biến phức tạp. Đó là ông Nguyễn Thanh Long nói như thế. Theo tiểu ban điều trị Bộ Y tế, cả nước đang điều trị gần 1.000 bệnh nhân tiên lượng nặng và rất nặng, có nghĩa là những người này có thể bị chết. Và Bộ trưởng dẫn chứng tại một số tỉnh thành phía Nam như Sài Gòn, số ca mắc trung bình trong 7 ngày qua khoảng 1.500 người mỗi ngày, có xu hướng gia tăng từng ngày. Thành phố có 72 chuỗi lây nhiễm ổ dịch, các ca nhiễm xuất hiện ở tất cả các quận huyện. Và 309 trên 312 phường, thưa quý vị. Quận Bình Tân ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất, tập trung chủ yếu tại phường An Lạc. Còn tỉnh Bình Dương, tỉnh Long An, tỉnh Đồng Nai cũng đều tăng. Đó là theo lời ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế. Và trước khi tiếp tục cái phần mà nói tại sao Việt Nam bị như vậy thì tôi cũng xin mở ngoặc tí xíu là qua cái thư kêu gọi là Thương quá Sài Gòn ơi của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thì tôi thấy cũng có nhiều người bắt đầu gửi quà, rồi họ coi qua tình hình ở Sài Gòn mà, bởi vì đa số dân ở vùng Little Sài Gòn này, ở Mỹ thì đều có người thân ở Sài Gòn. Bắt đầu tôi thấy họ đi mua đồ gửi về. Và hôm thứ Hai rồi tôi đi qua mấy cái tiệm mà gửi đồ ở vùng Little Sài Gòn này, và qua ngày hôm sau cũng vậy. Chỗ nào cũng xếp hàng, chờ cũng phải cỡ nửa tiếng. Người ta lo người ta gửi về cho người thân của người ta. Và rồi có chỗ thì giao được, có chỗ giao không được thì người ta hẹn đến cái điểm đó thì giao. Chứ cái vùng đó nếu bị cách ly thì không vô được. Đó, thì nói để cho quý vị biết như vậy. Nhưng vấn đề chính ở đây là tại sao Việt Nam bị như vậy? Nó có nhiều lý do. Cái lý do thứ nhất mà chúng ta dễ thấy là xuyên suốt từ khi Việt Nam thành công trong đợt dịch số 1 cho đến bây giờ, đó là cái vấn đề mà gọi là sử dụng cái ngôn từ, nó mang tính cách gọi là hơi cường điệu. Tôi hiểu cái người Việt Nam thích được chỗ nước đường, tôi đã thẳng là như vậy. Và chính quyền Việt Nam cũng vậy, khi họ làm cái gì họ nói lên nó khí thế lắm, để kêu gọi lời bà con giống như ra trận vậy đó. Giống như trước đây Nguyễn Xuân Phúc lúc mà làm thủ tướng cái đợt 1 bảo là chống dịch như chống giặc. Và bây giờ họ cũng dùng, họ đưa những cái bài viết, những cái khẩu hiệu, những cái gì mà gọi là truyền thuyết, niềm tự hào đưa vô, điều đó đúng thôi. Không có gì sai, nhưng mà đưa quá. Rồi nhiều khi là thành công chưa xong thì phát ngôn hơi quá đà, làm cho bà con hơi ỷ, cái đó là có chứ phải không có. Tôi cho quý vị coi cái đoạn video sau đây. Vào ngày 11 tháng 3, ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi mà thành công trong cái đợt 1 dịch, ông đã phát biểu như thế nào? Xin mang kỹ thuật cho coi cái laptop của tôi. Đây, quý vị nghe đây. Sao cho cứ hay bị nhiễm thì chúng ta điều trị khỏi bệnh. Thì dù có nhiều ca nhiễm, dù con virus này ở đâu có đáng sợ, nhưng mà với Việt Nam ta thì chắc chắn là nó không làm gì. Và tôi muốn nói cuối cùng là nếu tất cả chúng ta cùng đồng lòng, toàn dân Việt Nam đều đồng lòng,
toàn dân chống dịch thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng như dân tộc Việt Nam ta đã từng nhiều lần chiến thắng. Vâng, thưa quý vị, đó là lời ông Phó Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng và từng và coi như là trưởng ban chủ tịch trưởng ban chống dịch của Việt Nam hiện nay. Quý nghe không? Con virus mà nó đến Việt Nam là chúng ta không có sợ, nước khác sao đến Việt Nam chúng ta trị nữa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đưa lịch sử vào, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng như dân tộc chúng ta đã nhiều chiến thắng nhiều lần trước đây. Thì thế chưa? Được quá, tôi thắng đâu quyền gọi là vung vít chứ, đúng không? Bây giờ ví dụ tôi đá một trận banh thắng người ta, cho dù tôi thắng như nào, tôi là người chiến thắng, tôi có quyền tự hào. Điều đó không có gì sai. Nhưng mà trong cái chuyện chống dịch này nó khác. Bởi vì sau đó Việt Nam không ngờ nó có đợt biến thể Delta nó xảy ra. Cái đợt 2 ở Đà Nẵng bị mấy chục ca. Tôi nhớ lúc đó ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đập bàn vào các, nghĩa là bí thư, hệ thống chính trị phải vào cuộc dập được. Đến Hải Dương đợt 3, thì Hải Dương đợt 3 bắt đầu từ cuối tháng Giêng, khi mà đại hội đảng đang diễn ra. Lúc đó là không ai đeo khẩu trang, ngon cơm rồi. Bắt đầu thấy Hải Dương, thế là bắt đầu nguy. Nghĩa là đại hội đảng giảm bớt một ngày, kết thúc sớm một ngày để diệt. Diệt Hải Dương, diệt xong Bắc Ninh, Bắc Giang, thường ngon cơm. Nhưng mà không ngờ Sài Gòn. Họ quên mất điều Sài Gòn quá đông. Và ngay ở Gò Vấp khi mà bị đó là phải dập liền. Thì không dập tới nơi tới chốn. Chỉ thị 16 nhưng mà vẫn có những người không tuân thủ. Thế bây giờ người ta nhìn ra thấy giá mà lúc đó dập hẳn Gò Vấp, bế quan tòa cảng, không cho ai ra vào gì hết. Một quận ăn thua gì, đúng không? So với cả nước, giống như Vũ Hán so với Trung Quốc. Nếu cần, chúng tôi đem đồ ăn lên cho quý vị, không ai được ra vô gì cả. Nhưng mà họ đã không làm điều đó, để bên nó lây lan. Khi lây lan ra thành phố, bắt đầu các quận huyện, các tỉnh vẫn không chịu. Bởi vì đã lỡ nói, mà nói toàn những cái điều mà gọi là lời có cánh. Ví dụ, đây, tới tháng 3, tới ngày 27 tháng 3, ông Vũ Đức Đam vẫn còn nói với cái giọng thế, xin bác có thật cho coi cái laptop của tôi. Sẽ không đạt 1.000 ca nhiễm vào ngày đó như trên thế giới. Bởi vì chúng ta có các giải pháp của Việt Nam và đến giờ cũng đã giải pháp đó là rất hiệu quả. Ta vững tin nếu chúng ta thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia và những khuyến cáo của cơ quan y tế thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ thành công như giai đoạn này. Vâng, thưa quý vị nghe đó. Nghĩa là ông nói rằng là tháng 3 đó, ông nói là một thời điểm như các nước khác là sẽ bị bao nhiêu, còn ông bảo là Việt Nam sẽ không có cái ca thứ 1.000. Không có ca thứ 1.000. Bị mấy chục ngàn ca. Và quý vị để ý cái ngôn ngữ ông Vũ Đức Đam nói, nếu, với chữ nếu là nhiều thứ lắm. Chúng ta tuân thủ chỉ thị của đảng, nhà nước, chính phủ vân vân, nghe. Cái đó là người ta không có nghe. Người dân người ta không nghe, người ta muốn nghe cụ thể. Thì nói chung ra đó là cái cách nói của họ đó, làm cho người ta khí thế lên nhiều, nhưng mà thực tế làm bao nhiêu chúng ta thấy rồi đó, càng ngày càng tăng. Rồi ngay cả ông Phạm Minh Chính khi mà đưa ra phát biểu những cái chuyện này cũng toàn nói kiểu ồ, trong thời gian qua chúng ta đã khắc phục, tất cả các cơ quan ban ngành làm rất tốt luôn, tuy nhiên bệnh dịch vẫn còn đang phức tạp. Quý vị thấy không, câu trước đá câu sau. Đó là tôi cho rằng, và nhiều người cho rằng Việt Nam đã chủ quan. Điểm thứ hai, chính vì chủ quan như thế, Việt Nam không chuẩn bị mua vaccine. Để đến khi bị nặng bắt đầu đi mua. Mua thì bây giờ được người ta hứa là hơn 100 triệu liều. Nhưng đến nay chưa đủ. Và cho đến bây giờ, người ở Việt Nam mà trích đủ 2 liều chưa tới nửa triệu. Và số người trích 1 liều đó mới khoảng 5 triệu. Trong tổng số khoảng 90 triệu dân Việt Nam. Thuốc bây giờ nó về nhỏ giọt, có tiền mua không có. Phải tranh giành đi mua mà chưa chắc nó bán cho mình. Mà nó bán cho mình chưa chắc đem tới nhà mình đi nửa đường nó quẹo đi. Cái này là ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế nói. Đó là đã không chuẩn bị vaccine. Điểm thứ ba, cái này mới quan trọng. Là mục tiêu kép
luôn luôn lúc nào chính phủ Việt Nam cũng nói cho tính cho tới ngày 2 tháng 7, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn nhấn mạnh cần tích cực chủ động truyền cảm hứng cho nhân dân cùng vào cuộc để thực hiện bằng được mục tiêu kép vì hạnh phúc ấm no nhân dân. Tức là vừa chữa dịch mà vừa phát triển kinh tế. Nói cách khác, vừa đưa võng, vừa xây lúa, vừa ấm em. Có làm được không? Quý vị thấy đó. Bởi vì sao? Ngay cả Trung ương cũng không có thay đổi cái mục tiêu này. Không thay đổi cái mục tiêu này. Thấy không? Tính đến ngày 1 tháng 7 nè, Thủ tướng Phạm Minh Chính chưa thay đổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra. Và ở Đại hội Đảng 13 đề ra là năm 2025 Việt Nam phải đạt thu nhập trung bình bằng một quốc gia trung lưu trên thế giới. Và 2040 thu nhập trung bình đầu người Việt Nam phải là bằng quốc gia giàu. Đó là mục tiêu mà ông Phạm Minh Chính phải thực hiện trong vai trò Thủ tướng. Thì phải chăng vì mục tiêu kép đó mà Việt Nam đã không thành công trong chuyện chống dịch để mà bây giờ xảy ra như thế này? Đó, vấn đề tuyên truyền đi quá đà, thấy không? Giống như là một ca sĩ đó, mặc đồ thật đẹp, đi giày, đi đồ ngon mà lên hát là bị thua, hát vẫn không hay. Bởi vì rõ ràng là nói cho nhiều mà bây giờ vẫn bị nạn. Phải coi lại cái chuyện này. Cho uống nước đường uống nó vừa vừa thôi, phải thực tế, phải cụ thể. Uống nước đường quá mà ở dưới không có gì cả, giống như ca sĩ là diện cho các cố mà lên hát cũng được. Trường hợp thứ hai là đã chủ quan, không có chuẩn bị vaccine. Và trường hợp thứ ba là bởi vì nhắm vào mục tiêu kinh tế, mục tiêu kép của Đảng đưa ra. Thì tôi nghĩ đó là, và nhiều chuyên gia cũng nghĩ đó là ba cái lý do mà Việt Nam không thành công trong cái đợt thứ tư này. Và đó là lý do tại sao mà Sài Gòn và các tỉnh chung quanh, đặc biệt toàn bộ các tỉnh miền Tây bây giờ đều đang thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ là như vậy. Và đó là tin đáng chú ý trong tuần gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình sau.